Sa-wa-ka-sang-kho-sang-kha-nam-ma-mi. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Nguyện cầu quả lực tâm bảo xin thủy từ gia hộ đến toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc Bồ đề tâm viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, ngày hôm nay có duyên sự chư Phật tử về chùa để làm lễ hướng nguyện đến một người thân, một người Phật tử, đó là thầy Giao Đắc vừa quá bản. Và chúng tôi cũng xin thay mặt chư tăng có đôi lời chia sẻ cùng các vị ở đây và gia đình. Trước hết xin được nói lời phân ưu đối với gia đình của thầy. Gia đình thầy cô vốn là những người Phật tử nguyên thủy thuần thành cách đây khá lâu. Chúng tôi quen biết gia đình của thầy khi còn rất là nhỏ, tức là khi còn là những chú giới tử ở chùa, tại chùa Sư Lý Vĩnh Long. Và trong một cái thời gian dài đi qua đó thì thầy cô nay đã cũng lớn tuổi và gia đình thì cũng đã định cư ở hải ngoại. Và ngày hôm nay khi mà gia đình làm phước họ để hướng nguyện về cho thầy đó, thì gia đình vốn là các Phật tử nguyên thủy, hẳn nhiên là về cái lễ nghi theo truyền thống Phật giáo đó thì đã hiểu rất là rõ. Tuy vậy thì theo cái lời yêu cầu thì chúng tôi vẫn có cái đôi lời để chia sẻ với các vị Phật tử, bà con quyến thuộc ở tại Việt Nam này. Trước hết đó là về cái ý nghĩa về chúng ta làm phước để cúng tế cho người đã mất. Và không riêng vì ở Việt Nam, tất cả mọi nơi khi mà người ta nghĩ tưởng đến quyến thuộc của mình đã mất đó, chúng ta có nhiều cái lễ nghi khác nhau. Và không phải chỉ riêng ngày hôm nay mà khi Đức Phật ngày còn tại thế đó thì sinh thời vào cái thời kỳ của ngày đó thì người ta vẫn có nhiều cái cách để người ta cúng tế cho người quá vãng. Và một trong những cái lễ nghi thường thấy ở tại Việt Nam theo cái văn hóa Việt Nam đó thì trong những ngày ma chay kỵ dỗ đó thì chúng ta vẫn thường làm những cái mâm cơm để cúng đến người đã mất. Tuy vậy thì đó chỉ là những cái hình thức, và Đức Phật ngài dạy rằng những cái lễ phẩm mà chúng ta cúng tế cho người đã mất đó thì họ không có nhận được, là bởi vì mỗi cái sinh loài như vậy đó thì có một cái thức ăn khác nhau. Khi chúng ta làm cái thân con người đó thì thức ăn của chúng ta khác, y phục chúng ta mặc khác. Nhưng mà chúng ta sinh về bên kia thế giới, có thể là chư thiên hay là một cái loài nào đó, thì những cái thức ăn và y phục của họ nó cũng không có giống với chúng ta. Và do vậy khi mà chúng ta nghĩ tưởng về họ bằng cách đó là chúng ta ăn cái gì, mặc cái gì thì chúng ta cúng cho họ đó, thì họ không có nhận được cái điều đó. Và chỉ có một cái thứ chung cho tất cả mọi loài, và Đức Phật ngài dạy rằng loài nào nó cũng cần đến, đó chính là cái phước báo. Chính vì cái điều đó mà ngày hôm nay gia đình chư Phật tử, gia đình thầy cô đã cung thỉnh chư tăng, đã mời
quý cô tu nữ và những người bạn đạo đến đây để làm phước hồi hướng là vì chúng ta làm nhằm với cái mục đích đó. Vậy thì theo cái ý nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy đó, là khi mà chúng ta cúng dường làm phước cho người đã mất á, thì chúng ta không có cúng cái y phục và thức ăn cho họ, mà chỉ có bằng cách đó là chúng ta làm phước để hồi hướng cái phước báo, hướng nguyện cái phước báo đó đến cho họ. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ đôi điều liên quan về cái cách mà chúng ta làm phước hồi hướng. Đầu tiên đó là khi mà một người đã quá vãng thì như chúng tôi vừa thưa với các vị đó là họ chỉ có thể sống bằng cái phước báo mà họ đã làm. Và khi mà chúng ta nhắm mắt đi về cái thế giới bên kia đó, thì tất cả tài sản, bạn bè, quyến thuộc chúng ta phải bỏ lại hết. Và do vậy đó càng không thể nào mà những cái vật mà chúng ta cúng cho họ đây mà họ có thể họ đem đi được, ngay cả một cái gia tài sự nghiệp họ còn lại, còn bỏ lại uống nữa là những cái lễ phẩm mà chúng ta cúng cho họ. Và cho nên những người quyến thuộc còn hiện tại đó thì nghĩ tưởng đến họ, muốn giúp đỡ họ chỉ bằng cách đó là chúng ta làm, thì nó có những cái trường hợp khác nhau, cho quả khác nhau. Thì Đức Phật này dạy rằng khi mà chúng ta làm phước bố thí thì người nào mà làm với một cái tâm thanh tịnh thì công đức lớn hơn là cái tâm không thanh tịnh. Một người làm phước bố thí mà những cái vật thí đó là những vật thí do mình làm chân, do mình kiếm được một cách chân chánh, được gọi là chánh mạng đó, thì công đức nó to lớn hơn là những cái vật, những cái tài sản mà chúng ta tìm bất chánh. Và những cái vật thí nào mà chúng ta làm, mà những cái vật thí đó được gọi là những cái vật thí hợp pháp, không vi phạm vào các cái ác nghiệp, chẳng hạn giống như là cái thức ăn chúng ta có được á, không phải do sát sanh mà có, không phải do trộm cắp mà có, không phải do chúng ta lừa đảo mà có. Nó tóm lại là cái vật thí của chúng ta là những cái vật thí hợp pháp. Và cái tâm thí đó, đó là những cái tâm thanh tịnh, cái tâm không có bị chi phối bởi cái phiền não, không phải bị chi phối bởi những cái hiểu biết sai lạc, được gọi là cái tà kiến. Chẳng hạn đôi khi có những người họ bỏ ra một cái số tiền lớn để họ cúng tế, và trong khi đó họ hiểu rằng là họ nghĩ rằng là có những cái nơi thiêng liêng mình phải làm phước, mình phải cúng dường nơi đó mới có cái quả lớn. Chẳng hạn giống như là những cái đền miếu nào mà chúng ta nghĩ là thiêng liêng đó, chúng ta đến chúng ta cúng, thì do bị cái suy nghĩ như vậy nó được gọi là cái suy nghĩ không đúng. Cái lý do khi mà chúng ta bố thí cúng dường đó thì cái đối tượng nhận thí phải là cái đối tượng mà có thể thọ nhận cái vật thí đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta cúng dường cái mâm cơm cho cái pho tượng nào đó thì cái pho tượng đó không có dùng được, mà chúng ta chỉ có thể cho cái thức ăn đến cái đối tượng nào mà cái đối tượng đó có thể ăn được. Cho nên ở trong cái bài kinh cúng dường phân biệt kinh thì trong các cái đối tượng mà cúng dường thì Đức Phật này chỉ kể ra những cái đối tượng trong đó chỉ có loài người và cái loài bàn sinh, tức là cái loài thú vật, thì những cái loài đó mới có thể ăn được những cái thức ăn của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đem cái thức ăn đó mà chúng ta để trên cái bàn cúng dường cho những cái linh vật vân vân, thì những cái sự cúng dường đó người ta không có dùng được. Do vậy đó, trong khi mà một trong những cái việc phước mà chúng ta làm phước có công đức đó, đó chính là
một người Phật tử làm với cái tri kiến rằng là do vì tất cả chúng sinh sống là điều y cứ trên nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nghiệp là cái chỗ nương tựa. Và nếu mà chúng sinh nào mà làm những cái việc lành đó, thì những người đó được cái quả báo an vui. Và do vì hiểu về cái lý nhân quả đó cho nên chúng ta làm phước. Chứ chúng ta không phải làm phước vì cái tập quán, chúng ta không phải chúng ta bố thí vì bất cứ một cái lý do nào hết. Thì chỉ có làm phước như vậy thì mới được gọi là làm phước với cái chánh tri kiến, làm phước với cái tâm thanh tịnh. Và Đức Phật này nói thêm rằng là trong hai người bố thí đó, thì nếu mà người nào mà chúng ta vừa có giới mà vừa làm cái công đức bố thí đó thì cái quả nó lớn hơn là một người chỉ có bố thí thôi mà người đó không có giới. Do vậy nếu mà các vị Phật tử nào mà trong khi mà chúng ta làm phước đó, mà đồng thời chúng ta cũng phát nguyện giữ gìn năm giới đó thì cái công đức nó lớn hơn. Bởi vì đó là một cái yếu tố làm cho cái người bố thí đó được thanh tịnh. Cho nên các vị Phật tử nguyên thủy thì những cái lễ nghi quen thuộc là trong tất cả những cái cuộc làm phước nào thì chúng ta đều cần phải thọ trì quy giới là như vậy. Khi mà cái tâm thanh tịnh thì chúng ta bố thí thì cái bố thí đó được thanh tịnh. Và cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng thí, tức là cái đối tượng thọ nhận cái vật thí của các vị. Thì ở trong cái bài kinh Cúng Dường Phân Biệt Kinh thì Đức Phật này đã chỉ ra rằng là cái đối tượng thí khác nhau đó thì cái quả báo khác nhau. Chẳng hạn giống như chúng ta cho đến cái loài cầm thú thì cái công đức nó không có lớn như là chúng ta cho bố thí cho loài người. Mà bố thí cho con người á, mà con người không có giới á, thì cái công đức á, nó nhỏ hơn là một người có giới. Và một người có giới càng thanh tịnh chừng nào đó thì cái công đức của người bố thí càng lớn chừng đó. Và nếu một cái người nhận thí đó là một người mà chứng thiền định hay đạo quả đó, thì theo đó cái quả báo nó càng lớn hơn. Do vậy cái yếu tố thứ hai mà công khi chúng ta làm phước hồi hướng á, ở ngoài cái bản thân của mình là cái tâm thanh tịnh thì cái đối tượng thí thì cũng là cái đối tượng thanh tịnh. Và Đức Phật này chỉ ra tất cả là bốn trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên đó là cái người bố thí tâm không thanh tịnh và người nhận thí cũng không thanh tịnh. Đó là cái trường hợp cái quả báo thấp nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là người bố thí tâm không thanh tịnh nhưng mà người nhận thí thanh tịnh. Trường hợp thứ ba đó là người bố thí thanh tịnh nhưng mà người nhận không thanh tịnh. Và trường hợp thứ tư là cái quả báo lớn nhất á, là người bố thí với cái tâm thanh tịnh và người thọ thí tâm thanh tịnh. Vậy thì ở trong cái buổi làm phước nào mà cả hai phía đều thanh tịnh, người bố thí thanh tịnh và người nhận cũng thanh tịnh, thì trong cái cuộc cúng dường đó, cái buổi cúng dường đó là cái công đức lớn nhất. Và Đức Phật còn dạy thêm rằng khi mà chúng ta làm phước cúng dường đó thì cá nhân tiểu thí đó, đối tượng là cá nhân tiểu thí đó không có công đức lớn bằng tập thể thí hay còn gọi là tăng thí. Chẳng hạn giống như là các vị Phật tử ngày hôm nay chúng ta đến đây cúng dường chư tăng, nhưng mà chúng ta cúng dường á với một cái tình cảm thân quen riêng tư, chẳng hạn giống như là vì cái sự thân tình cái ngôi với một số vị tỳ kheo nào đó với cái tên như vậy, mình chỉ hoan hỷ với những vị tỳ kheo đó, còn những vị khác đó mình không hoan hỷ. Như vậy đó là cúng dường có phân biệt, đó gọi là cúng dường cá nhân tiểu thí. Còn nếu mà khi mà chúng ta cúng dường đến chư tăng và chư tăng hiện diện ở đây, các vị nghĩ rằng chỉ là những vị đại diện cho tập thể chư tăng mười phương, thì cái sự cúng dường đó với một cái tâm hồn mở rộng như vậy đó thì được gọi là cúng dường tăng thí. Thì Đức Phật này nói rằng là một người cúng dường mà với một cái tâm vô phân biệt như vậy đó thì cái việc cúng dường đó nó có phước hơn là cúng dường những cá nhân tiểu thí. Cho nên chư tăng thường thường hay khuyến khích các vị Phật tử rằng khi làm phước hồi hướng cho người thân quá vãng đó thì chúng ta nên cúng dường đến tập thể tăng. Và tập thể tăng đó là
do chư tăng chọn lựa sắp xếp, chứ không phải là cái sự yêu cầu của các vị. Chẳng hạn giống như là ngày hôm nay các vị Phật tử vì cái điều kiện mà chúng ta không có thể thỉnh chư tăng đông đạo, mà chúng ta chỉ thỉnh với cái số lượng nào đó, chẳng hạn giống như là 8 vị, 10 vị. Nhưng mà trong 8 vị, 10 vị đó là các vị không có chọn lựa, mà do vì chư tăng thấy rằng là vị nào mà thuận lợi có mặt ở trong ngày đó thì chư tăng thỉnh đến cho các vị, chứ các vị không phải rằng là do vì một cái tình cảm riêng tư nào hết của chư tăng có mặt ngày hôm nay. Thì cái sự cúng dường đó được gọi là cúng dường đến tăng thí, và do vậy cúng dường tăng thí đó có công đức lớn hơn là cúng dường đến cá nhân tiểu thí. Và trong cái cuộc bố thí nào, trong cái cuộc cúng dường nào mà người cúng dường thanh tịnh và người thọ thí cũng là người thanh tịnh, tức là những người có giới. Và nếu mà ngày xưa vào thời Đức Phật có chư vị thánh tăng đó thì cái công đức nó càng lớn hơn. Và thêm nữa đó là cúng dường đến tăng thí thì càng có phước báo hơn. Thì khi mà chúng ta làm phước hồi hướng á, thì hai cái đối tượng đầu tiên đó là người thí và người thọ thí đó là được thanh tịnh. Và kế đến đó là cái đối tượng thứ ba, tức là cái đối tượng mà chúng ta hướng tâm hồi hướng, hướng nguyện cho họ, và thường thường là những người đã quá vãng. Thì cái điều kiện thứ ba đối với cái đối tượng mà chúng ta hồi hướng cho họ đó, thì cái đối tượng nó như thế nào? Thì thật ra không phải là trong tất cả những cái việc mà chúng ta làm phước hướng nguyện cho người đã mất thì người đã mất lúc nào cũng nhận được cái phước báo của các vị hết. Trong kinh có chỉ ra những cái trường hợp mà một chúng sinh sau khi mà mệnh chung thì chúng ta không có thể hồi hướng cho họ, hoặc là rất khó hồi hướng cho họ. Trước hết đó là những cái chúng sinh mà vì cái công đức của họ lớn và họ đã sanh về cái cõi trời quá cao. Và khi mà họ sinh lên cái cõi trời cao như vậy đó thì cái tuổi thọ của họ dài, cái hạnh phúc của họ lớn. Và do đó là khi mà họ sanh lên trển đó thì họ vui với cái hạnh phúc lớn của họ, mà họ cũng không có để tâm đến cái cõi nhân loại. Và khi đó chúng ta làm phước hồi hướng cho họ đó thì họ cũng không hay biết và họ nhận cái phước báo đó. Cái trường hợp thứ hai đó là những chúng sinh vì một cái ác nghiệp nào đó mà họ phải rơi vào khổ cảnh như là địa ngục hay là bàn sinh, tức là loài cầm thú, thì chúng ta có làm phước hồi hướng cho họ cũng không được, bởi vì họ cũng không có thể hay biết. Chẳng hạn giống như là một chúng sinh nào đó sau khi chết đi rồi chúng ta sinh làm những cái loài thú trong nhà, chẳng hạn giống như là con chó, con mèo vân vân, thì những cái loài đó không sao bằng cái trí tuệ non kém cũng cái loài cái sinh chủng đó đó, thì không sao mà phân biệt đâu là thiện đâu là ác. Và nó cũng không có đủ cái linh cảm để biết rằng là quyến thuộc của họ đang làm phước cho họ, cho nên nó không có hoan hỷ với cái việc phước đó, cho nên nó không có nhận được phước. Vậy thì cái đối tượng nào có thể nhận được cái phước mà hồi hướng? Đó là phần lớn đó là có một cái loài ngạ quỷ, gọi là cái gọi là ngạ quỷ là Paradatu Pachivika. Tức là cái loài này đó, nó rất là khổ, nhưng mà nó cũng đủ ý thức được rằng là những cái khổ của mình đang có đây là do vì mình không có tạo cái chữ các cái công đức ở trong đời quá khứ. Và do vậy cái loài này đó có cái khuynh hướng đó, thường hay hướng tâm đến quyến thuộc của mình, xem ai có làm phước vì mình. Và khi mà do vì cái loài này nó luôn luôn hướng tâm đi tìm cái công đức đó, cho nên loài này là một trong những cái loài mà chúng ta dễ hồi hướng phước báo đến họ nhất, là bởi vì họ luôn luôn tìm cầu cái công đức phước báo. Và tại sao mà họ nhận được dễ dàng, họ nhận được phước hồi hướng? Cái phước đó, hay là cái tội đó, nó không có thể nào người này làm giúp cho người khác. Mà sở dĩ mà chúng ta gọi là cái hồi hướng phước ở đây á, tức là chúng ta đánh thức cái thiện tâm của người đó. Nghĩa là khi mà chúng ta làm phước á, thì tất cả những cái chúng sinh nào mà hoan hỷ với cái việc phước mà quyến thuộc đang làm thì chúng sinh đó nhận được phước hồi hướng. Và điều đó có nghĩa là không phải là một người mất đi thì chúng ta mới có thể hồi hướng cho họ, mà ngay cả những người mà còn đang còn xin tiền ở đây
là những người mà chúng ta dễ dàng san sẻ cái công đức thiện sự nhất, là bởi vì người đó dễ dàng hoan hỷ cái việc phước. Như là các vị Phật tử đang có mặt ở đây ha, thì có những người là chúng ta đi đến, có những Phật tử chúng ta không phải là quyến thuộc, chúng ta chỉ là những người bạn đạo đến đây tùy hỷ phước báo của những người bạn mình. Thì các vị biết rằng là khi mà chúng ta thấy những người bạn đạo của mình làm phước á, và những người khác đang có mặt mà hoan hỷ với cái việc phước đó, thì chính những người đó là những người đang có công đức. Bởi vì cái phước báo chính là cái thiện tâm. Và ngược lại á, cái ác nghiệp á, cũng chính là cái ác tâm. Chẳng hạn giống như là chúng ta không có sát sanh, nhưng mà thấy người khác sát sanh, chúng ta vui thích theo cái việc sát sanh của người khác á, thì chúng ta cũng bị mang án ác nghiệp. Vậy thì cái phép hồi hướng là sao? Cái phép hồi hướng đó, tức là cái cách mà chúng ta đánh thức cái thiện tâm ở người thân của mình. Và do vì những người thân của chúng ta nó nếu mà sanh vào cái cảnh khổ đó, thì họ có cái khuynh hướng đó, là họ tìm cái sự giúp đỡ ở quyến thuộc. Mà hãy quyến thuộc làm cái điều gì đó thì họ dễ cảm kích cái điều đó, nhất là cái điều đó làm cho họ. Do vậy đó, nếu mà quyến thuộc của các vị ngày hôm nay hay biết rằng là ngày hôm nay các vị đang làm những cái việc phước này vì họ, thì họ dễ cảm kích cái điều đó. Và hễ mà chúng ta bố thí á, thì họ hoan hỷ với cái việc bố thí. Chúng ta trì giới đó, thì họ sẽ hoan hỷ với cái việc trì giới, bởi vì họ nghĩ rằng những người này đang làm cái việc đó cho mình. Nó cũng giống như là chúng ta đang bệnh, chúng ta đến bác sĩ, thì bác sĩ đang trị liệu cho mình. Thì do vậy á, những cái lời khuyên nào của bác sĩ á, chúng ta dễ nghe theo, bởi vì chúng ta tin rằng là những cái lời khuyên này đang dành cho riêng mình. Mặc dù á, đôi khi chúng ta cũng không hiểu về y học, chúng ta cũng không biết là cái tác dụng của những cái thuốc đó như thế nào, nhưng mà chúng ta tin rằng là vị bác sĩ này đang làm cái việc đó cho mình, cho nên mình dễ tin tưởng theo. Thì những cái loài, một số chúng sinh á, không phải là họ hiểu hết những cái công đức của cái việc bố thí, họ không phải họ hiểu hết những cái công đức của cái việc trì giới vân vân, nhưng mà do vì họ đang cảm kích rằng những người quyến thuộc đó đang làm việc cho họ, cho nên người đó làm cái việc gì đó thì họ sẽ dễ dàng hoan hỷ với cái việc đó. Và khi mà họ hoan hỷ với cái việc thiện á, tức là tâm họ đang thiện, mà hễ họ tâm họ thiện á, thì họ có quả thiện. Đó là ý nghĩa của cái việc mà chúng ta hồi hướng, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta lấy cái công đức của mình rồi chúng ta san sẻ cho chúng sinh khác, giống như cái cách mà chúng ta vẫn cho cái vật chất như tiền bạc vân vân, chúng ta trích một ít của mình chúng ta cho người khác, nó hoàn toàn nó không phải vậy. Mà nó gần giống như là cái cách mà vị thầy chia sẻ cái kiến thức cho người học trò, thì điều đó không phải là vị thầy lấy đi một ít kiến thức của mình đặt vào cái bàn tay của người học trò, mà người thầy đó chỉ là đánh thức cái tư duy của người học trò thôi. Và cái người học trò mà có tiếp nhận được hay không đó, nó còn tùy vào mỗi người khác nhau. Thì tương tự như vậy, cái việc mà chúng ta làm phước hồi hướng đó, không phải là tất cả những cái người mà chúng ta hồi hướng đó, họ đều nhận được cái phước giống nhau hết, mà tùy vào cái thiện tâm của người đó hoan hỷ với cái thiện sự chúng ta như thế nào, thì cái công đức đó, chừng cũng theo đó mà tương ứng. Do vậy trong cái buổi cúng dường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin thay mặt chư tăng có đôi lời chia sẻ cùng với các vị nhân ngày các vị đến đây chúng ta làm phước hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá bản. Và trước khi trước lời thì chúng tôi xin thành tâm hồi hướng công đức của thời pháp thí này đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, nhất là cố Phật tử Thiền Phước, tức là thầy giáo Đắc. Chúng ta hy vọng rằng là bằng những cái thiện sự đã làm cái sinh tiền sẽ là cái tư lương cho thầy ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, và bằng cái thiện tâm khi còn sinh tiền, chắc chắn rằng khi thầy hay biết rằng thân bằng quyến thuộc của mình đang làm những cái việc phước thì thầy sẽ tùy hỷ và nhờ đó được an lạc nơi cảnh giới tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tha thú xa thuốc lành, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính
cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa puttanu bhavena sappa dhammanu bhavena sappa sangha nộp pháp quê na sa đa so ti pha quan tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu mong cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thúc lành tha ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong dòng tình xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh đò đầy, cầu cho hưng thành lâu dài. Pháp thiện tri thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là môi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo, cho được sự lợi ích. Bạch hoa đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo, cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hoa đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo, cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ga Hoa đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ga Hoa đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ga Hoa đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hòa đó. Ngài là bậc A-ra-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin dân. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Như Phật tử sau khi đã thọ trì tám quy và ngủ chơi nơi Tam Bảo hài, cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin dân. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh đạt được đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi ca cây chư Phật tử răng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhân lành thai. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng tụng kinh cầu an đến toàn thể Phật tử chúng con hiện diện nơi đây, để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh tật thải đều tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, kinh bạch hóa đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng con,
chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, có cả các món ăn phụ tùng. Xin dâng cúng đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin cho các bậc phụ ân của chúng con cùng cụ Huyền Thất Tổ thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên của chúng con, nhất là ông Lâm Kim Đắc, pháp danh là Thiện Phước, sinh ngày 8 tháng 6 1939, mất ngày 19 tháng 7 âm lịch Nhâm Dần năm 2022 lúc 14 giờ 17. Hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi đã thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui của các bậc hữu ân của chúng con đã qua dạng. Do theo phước báo chạy vào không dứt, lần thứ nhì, lần thứ ba, kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thành kính dâng y và các lễ phẩm đến chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng thọ nhận lãnh và thọ dụng y và các lễ phẩm này cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Mời gia đình các vị Phật tử bước lên phía trên cúng dường thực phẩm rồi đó, y phục cũng như các vật dụng để chư tăng. Cô Trân, cô Phượng hoan hỷ hướng dẫn gia đình. Gia đình dân mong y. Cô Phượng, dân y. Dạ. Sau khi cúng dường thực phẩm và y phục đến chư tăng, xin mời tất cả chúng ta ổn định chỗ ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, ngày hôm nay là tuần thất thứ hai của cố Phật tử Thiện Phước, thế danh Lâm Kim Đắc, từ trần ngày 17, ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần tại hải ngoại. Và ngày hôm nay gia đình quyến thuộc của thầy cũng thỉnh chư tăng về đây để làm phước cúng dường, trước hết là để hướng nguyện phần công đức đến hương linh của thầy vừa quá vãng, đồng thời cũng xin chư tăng hướng nguyện công đức đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, còn lại đó là hương linh Lâm Kim Hóa, Lâm Kim Phát, Lâm Thị Phòng, Bùi Thạch Thứ, Cao Thị Cừu, Lâm Kim Ánh. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử chứng dự buổi cúng dường ngày hôm nay, có chư tăng ở các chùa, đó là
thượng tọa Phúc Thịnh, đại đức Định Phúc chùa Trúc Lâm, đại đức Thiện Bảo và chư tăng chùa Phật Bảo cùng chư tăng chùa Xu Lý ở đây. Vào giờ này xin tất cả chúng ta giữ tâm thanh tịnh, nghĩ tưởng đến công đức của mình đã làm và hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc độc quá vãng, chư tăng bắt đầu khóa kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta sa pha ca wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ca wa to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô a ra to sa ma sa mô ta sa iti pi so a pha ca wa a ra sa ma sa mô to we ya ya ra na sa ba no so ca to lo ca we do Bồ Đề Sa La Ma Sa Ra Thế Sa Tha Đề Qua Ma No Sa Na Bồ Tô Pa Ca Qua Thế Xoa Ca Tô Pa Ca Qua Ta Tham Mô Sa Đề Thế Cô A Ca Lê Cô E He Pa Sê Cô Ba Cha Ta Quê Đề Ta Bồ Quê Nhô He Thế Sô Pa Thế Pa No Pa Ca Qua Tô Sa Qua Ca Sa Cô Chô Pa Thế Pa No Bà ca qua tôi xa qua ca sang có nhà và bà tê bà nôm xa qua ca sang có xa mê dì bà tê bà nô bà ca qua tôi xa qua ca sang có nhà đề đàn cha ta rê bồ rê sa yô ca nê a ta bồ rê sa bồ ca lâm xa qua ca sang có a hồ này do ba hồ này do đa cái này do anh cha lê ca ra này do anh ta ram để ta lo ca sa ti a ti ta tham ma ngan na ca ta tham ma bay cha pan na tham ma ti tam anh na ca ta ram ma na tham ma bay cha pan na ram ma na tham ma ai cha ta tham ma bay ta tham ma ai cha ta bay ma ya ta ramana dhamma paheta ramana dhamma chanta paheta ramana dhamma sanida sana sambatikam anida sana sambatika dhamma anida sana patika dhamma bhave satite kamma tika dhamma sang pakarana namasamatang avicca Pajaya Sankara Sankara Pajaya Vinyana Vinyana Pajaya Namarupam Pajaya Salayatana Salayatana Pajaya Paso Pasa Pajaya Vinana Vinana Pajaya Pajaya Upanana Upanana Pajaya Pago Pago Pajaya ya ya te ya te pa ya 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 ra ma ra na so ka pa re de ya sa sam pa wan te wa me ta sa ke wa la sa do ka ka ta sa sa mo na yo te a we ya ya tuệ wa se sa we ra ka ne ro ta sang ka ra ne ro thom ta we nya na ne ro tho we nya na ne ro ta Nam-a-ro-pa-ni-ro-tho Nam-a-ro-pa-ni-ro-tha Sa-la-ya-ta-na-ni-ro-tho Sa-la-ya-ta-na-ni-ro-tha Pa-sa-ni-ro-tho We-na-na-ni-ro-tho We-na-na-ni-ro-tha Ta-na-ha-ni-ro-tho Ta-na-ha-ni-ro-tha Pa-na-na-ni-ro-tho Pa-na-na-ni-ro-tha Pa-wa-ni-ro-tho Ja-ta-ni-ro-tho Ja-ta-ni-ro-tho ro tha ya ra ma ra na so ka pa re de wa do ka do ma na so pa ya sa ni ro chan te wa me ta sa ke wa la sa do kam ni ro tho ho te na ga ma tho mo a ni ga ma sa tha mo na ya pe ya nge ka ko la sa tha mo sa pa sa lo ka sa sa ne sa se wa
mọi gia đình đang anh đây cha ta na ga ma tam mo ni ga ma sa tam mo na ya pe ya nghe ta ko la sa tam mo sa pa sa lo ca sa sa de wa ca sa e se mọi gia đình đang cha đo ca ta na ga ma tam mo ni ga ma sa tam mo na ya pe ya nghe ta ko la sa tam mo ca sa sa de wa ca sa e se wa tam gia đình đang na ta ta ni cha wa ta sang ca ram ba na wa ya tam me no am ba je tua ne roi chan te tem mọi sự khó anh ấy cha qua ta sang cả ram ba đa qua gia tham mấy nom ba di tòa nơi rồi chán tê tê sang vô ba sa mô sự khó anh ấy cha đa qua gia tham mấy nom ba di tòa nơi rồi chán tê tê vô ba sa mô sự khó người chốn dấu tài sản nơi hang sâu mực nước ca dụng tâm lúc hậu sự bị phép nước lực vua hay gặp phải cường hào đem chuột thân giữ mạng hoàn trang trải nợ nần hoặc phẩm cân đối tém sự cân dấu như vậy là thường tỉnh thế gian vị tấn đã an toàn dù chôn sâu dấu kinh có khi bị thân thoát ca vì tài chủ lãng quên hay lông chúng dời đổi và xoa đoạt mang đi hay bị kẻ thừa tự sanh lòng tham đánh cắp hoặc hạnh phước làm chủ tài sản tự biến mất ca ai bố thi trị giới phòng hộ và tự chế rồi cân giữ tài sản bảo đảm và an toàn ai cũng dường đến tháp năng phụng dưỡng mẹ cha hậu đại bậc huynh trưởng hay cánh cửa láng giềng khéo cân giữ như vậy không ai chiếm đoạt được khi mạng sống chấm dứt bao của tiền bỏ lại chỉ mang theo phước đức ca phước là tài sản thật ca không thể bị chiếm đoạt bằng trí tạo phước nghiệp ba thứ tài sản đáng quý khiến trời người các cõi được mãn nguyện hài lòng người mau da tươi sáng giọng nói đẹp lòng người dung màu nhìn dễ mến có phong cảnh đoan trang người quyền quý cao sang bần phương triệu tôn chủ bần chuyển luân thánh chúa bần thiên vương cõi trời tất cả quả lành này do công đức đã tạo những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời quả nếp bàn vô thượng tất cả quả lành này do công đức đã tạo người có được bàn lành thuần thông trong thiền định đạt chánh trí giải thoát tất cả quả lành này do công đức đã tạo bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật hay độc giác toàn giác tất cả quả lành này do công đức đã tạo bởi lời lạc to lớn của phước hành đã làm nên thiện nhân hiển trí tán thán và khuyến khích sự cấn dấu tài sản bằng tích lũy phước là na đa si mê a ca si mê nha tế mê ta sa ca cha mê bê ta nam ca tâm ma no sa ra na ro na qua
so ko wa ya wa nya pa re de wa na na tam be ta nam ma ta ya e wa te tan te ya ta yom dak te na de na sang kam he so pa te te ta de ka ra ta he ta ya sa ta la so pa kam pa te so nya te tam mo ya ya ne da si to pe ta ya ka ta u la ra pa la ya pe ko nam ma na pa de na tam ma he he po nya pa so ta ba ka an te ya các hương linh quả vãng thường đến nhà thân nhân đứng ngoài bánh tờ cửa ngã đường hay công thành trong chờ hưởng phước thi nhân vì kém phước duyên hương linh bị quên lãng thân nhân tạo phước lành do công đức vô thi nên phát nguyện bằng lời đang nô nha tị nạn hô tu sư cây tam ta do nguyện thân nhân quá vạn thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh những thân nhân quá vạn vân tập các đạo tràng nhận được phước hồi hướng thường tốt lời cảm kính mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc người đã tạo công đức ai chẳng được quả lành trong cõi khổ ngạ quỷ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi bán buôn hay trao đổi chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ như trăm sông tuôn chảy cùng hướng về đại dương nguyện công đức đã tạo thấu đến chữ hướng lên khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng thuộc ca hãy cúng dường trai tăng hội hướng phước đã tạo sự khổ sầu thương cảm trước tự biệt sinh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng canh trai tăng hợm đạo rồi đã khi na đa na cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già bậc phàm hành giới đứng bằng vô thượng phước điền được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ hướng linh trong cảnh khổ do thiền sự đã làm do hồi hướng đã nguyện do tăng lực đã cầu xin tu thành phúc quả te ta la tha su kê ta vê ra la ha bồ tát sa san em su kê ta ho tha sa sa pê nhà ti phi tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng ca sự an lạc thường thường đến người cầu mong cho quả của tâm tính thành tam bảo ai cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn ai cho được thành tựu mỹ mãn. Thank you.
Buổi lễ đã hoàn mãn, xin mời tất cả chúng ta quỳ lên đảnh lễ Tam Bảo ba lễ. Nam mô A Di Đà Phật.